Kính thưa toàn thể cộng đoàn, Giáng sinh về, người ta thường gửi cho nhau những tấm thiệp, gửi cho nhau những lời chúc. Vậy thì lời chúc của những người Công giáo có điều gì đặc biệt trong đêm Giáng sinh và mùa Giáng sinh hay không? Người Công giáo cũng chúc nhau Giáng sinh an lành và một lễ Noel thật thánh thiện và sốt sắng. Nhưng sâu thẳm ở bên trong, người Công giáo còn chúc nhau mỗi người hãy trở nên hang đá Bethlehem, đơn sơ, nghèo hèn nhưng đầy ắp tình Chúa và tình người. Do vậy, trong đêm Giáng sinh và mùa Noel này, xin kính chúc mọi người có một tâm hồn thánh thiện, một trái tim nhân ái, một đôi tay rộng mở và một đôi chân ra đi để đem bình an của Chúa đến cho mọi người sau khi chúng ta đã lãnh nhận được ơn lành của Chúa và sau khi chúng ta đã nên một với Chúa, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta bước đi với những bước đi của các thiên thần. Các thiên thần bay đi, còn chúng ta bước đi để cùng với các thiên thần ca lên bài ca rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế loài người Chúa thương. Xin kính chúc mọi người nhận được tình thương và phúc lành của Chúa là Đấng Emmanuel ở cùng chúng ta.